Vâng, xin chào anh em. Và clip này mình sẽ làm ở chế độ zombie V4 với cây Barret Royal Dragon. Mình sẽ làm một set luôn. Barret Hoàng gia. Đấy, cầm lên là thấy đậm chất quý tộc rồi đấy. Đấy, không cần biết là người ngòm thế nào đâu, mà cứ cầm cái đồ này lên là biết đẳng cấp hoàng gia. Thứ thiệt. Dân chơi đây rồi. Đấy. Clip trước mình đã làm ở chế độ đặt bom. Đã không bán thì đôi, bán cứ phát là một kill. Khủng của nhà bà khiếp. Mày đấy. Quá đã. Mình cũng không quen delay với mouse chơi lắm à, chỉ có chế độ zombie mình cũng ít delay. Đa số mình toàn delay với đe thôi. Mày này, chạy đâu con sâu. Ui, chà chà, thôi mình té nhá. Anh em cứ từ từ mà thưởng thức. Ui, nhìn nhấp nháy thèm thế. Cũng ăn được. Nhờ cứ bán một tí là cứ chạy thôi. Bọn nó để ý là thôi chứ. Một khi đã lọt vào tầm ngắm của bọn này không có cửa mà chạy. Bữa nay toàn là tia chớp nữa. Nó chạy mấy con nó chạy lùn lùn. Nó đuổi theo. Cầm mấy cái bồ cào nữa thôi. Tha thu. Mày này. Mình delay thế này toàn hụt nhá. Delay với monster toàn mít thôi. Toàn xịt. Cái này mình cực kỳ là yêu thích. Quá là đẹp và hoàn mỹ là skin rồi. Ồ, hero. Úi giời ơi. À, lại còn boss kill mình. Mình xin. Ủa giời mà. Tại sao lại. Ồ, lại đây bạn ơi. Một phát là một kill thôi. Chạy đi đâu. Ô mẹ. Ô, chạy luôn. Cào mình 2k thì chạy luôn. Vãi nồi thiên nhiên. Ôi, đứng im này. Mày. Ô, đứng lại bạn ơi. Chạy làm cái gì. Đấy, nhòm này. Đấy, và nhạc. Úi giời ơi. Ôi, đông thế nhờ. Vãi bữa nay toàn là chiến chớp thôi nhá. Được còn cả mỏ lết với cả cái gì nhỉ. Cái lễ hái tử thần nữa. Khiếp, chạy sao được. Thôi, mình tặng em mấy quả khói. Gọi là chơi Noel. Sắp đến Noel mà. nhìn khung cảnh là lãng mạn một tí. Màu vừa đỏ vừa đen. Rồi, bọn này nó phải cẩn thận. Đề phòng bất chắc chứ. Nhiều khi không tin tưởng bố con thằng nào hết. Cứ ngắm trước cho nó chắc. Cây lục này xoay nhìn rất là chất. Đậm chất quý tộc luôn. Đấy. Mày này, ui đen thế. Gặp mấy con đen này không có cảm tình rồi đấy. Gặp con xanh cũng còn thích. Mày này. Ui, nhảy đẹp ấy, nhảy đẹp ấy. Thôi anh em cho mình nương nhờ tí nào. Đấy đúng rồi. Toàn giai bảo vệ Ngọc Trinh thế chứ. Đấy, hãm hiếp mình không có kết cục tốt đâu. Ôi, thôi, mình chạy nhá. Ôi trời ơi. Định mệnh. Đi xuống thì gặp thằng kia nó nhìn. Ném quả flash hơi chậm một tí đâu. Đen đủi. Thời buổi không may. Ui, chạy này. Đấy, mình vét được ai thì vét thôi. Mình không phải là lưỡi hái tử thần nữa rồi. Ở đây là lưỡi hái quỷ. Được nâng cấp lên một tầm cao mới. Ui, còn có cánh. Chết luôn. Kìa qua bữa nay là toàn là mấy cái cách. Ôi, lưỡi liềm thôi. Mùa này đâu phải mùa gặt lúa đâu. Toàn là cầm lưỡi liềm đi thôi. Khiếp quá. Đấy, anh em mà toàn là tiêu chớp thế này thì ai mà. Bố ai mà chịu được. Đấy. Ủa, không biết bữa nay có cái sự kiện gì mà các bạn có nhiều lưỡi hái thế nhỉ. Toàn tiêu chớp nữa thôi. Thì cái set này thì ngày xưa các bạn quay cũng rất tốn tiền. Nhưng mà chả ra cái gì hết. Toàn là monster thôi. Bán hết thì không ra. Nhưng bây giờ có cái mấy cái event ấy. Các bạn tiêu về coi có này. Hoặc là bữa nay còn có quả cầu may mắn Barret Chao, Barret Roger với cả Legend đi trong một nữa. Nên quay cũng khá là dễ. Để ra mấy bữa ấy, quay toàn là Barret Roger thôi. Bây giờ cũng ít hơn rồi. Khiếp quá, nghe cái tiếng mà con zombie nó rên. Sợ quá rớt luôn. Úi dồi, tia chớp ơi. Úi dồi, chạy nhanh thế. Mày toàn xịt này. Úi dồi, những pha xịt đẳng cấp. Xịt có đào tạo. Đấy, cứ một phát là một kill. Thì dung nào mà chịu được. Rồi mình kể sang đây. Úi dồi, bóng dáng chị y tá lấp ló. Thôi mình chạy đây. Anh em cứ từ từ mà thưởng thức vị ngon tình yêu.
lại hụt. Kiểu kiểu như bữa nay con Ngọc Trinh nó béo quá, không chịu khó tập thể dục gì cả, toàn là nhảy hụt thôi nhá. Đấy, mày chết này. Mày, ui, xịt. Nào, mình xin. Ôi thôi chết rồi, lại giết nhầm đối tượng rồi. Ôi, gây thủ trước quán với con Terminator này không ổn rồi. Đấy, nó lại đã bom vào mặt. Ôi, không né, đừng có né. Lần này là mình không né đâu Trinh ơi. Thường ngày thì mình hay né lựu đạn của Trinh, nhưng mà thôi lần này thì không né được rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, vừa biến xong chết luôn, không kịp ngáp. Vừa biến thành Devil Hunter cái, chưa kịp một lời chăn chối chết luôn. Kiểu như là anh em thì cứ phải bình tĩnh chứ, có gì anh em cứ thương lượng sau, tay bắt mặt mình. Ai đời lại chưa kịp phải thông báo, vừa biến thành hero cái chết luôn. Đây bật chat thì gặp mấy thanh niên chat những câu phũ phàng thế. Mấy bạn bắt đầu chửi xong lại bị kích. Khổ thân, đáng lòng. Anh em cho mình nương nhờ tí nào. Thôi té, không nên đứng dây dưa bọn này một chỗ. Kiểu như là giống thấy mình là của nợ ấy. Thấy 3Z thì như của nợ. Đấy bắn kìa. Đấy bảo kê trong đồng đội lại còn được kill. Đã thế là còn cộng đạn vào người. Cái sướng thì không muốn thì muốn cái khổ mà. Ê bắn mình cái nào. Ui rồi ôi, tinh thần anh em lại dâng cao. Đấy, có phúc cùng hưởng nhá, có họa thì anh em tự chịu nha. Mình té đây. Ui rồi, mày lên đây đuổi thắp chết, ôi rồi vãi nồi, thằng này nó chạy cối quá. Ôi rồi ôi, nó không tha cho mình, không né nhá. Lần này không né đâu. Ô định mệnh, thường ngày cứ phải né mà giờ mà ôi tao lạy mày đấy, tôi ăn gì tao cúng. Ôi đừng có né nữa, hai lần rồi đấy. Ôi trời ơi, vào đây được. Thôi bàn thờ thất thủ, mình lên bàn thờ đây. Định mệnh 2k nữa, vãi nồi rồi. Cuộc đời là coi như sao. Ôi còn đáp bom lên đây làm cái gì. Ôi 700cc khủng khiếp rồi. Ôi còn chần chừ làm cái gì, một vổ là chết thôi. Ôi trời ơi, may quá thiên nhiên kia còn tỉnh này, còn chat lên 700, chat những câu mà làm cho mình cảm thấy đắng lòng. Người ta đã yếu rồi còn bảo thà bạn chat lại. Ủa thằng này nhiều máu lắm, không có ai dám lên đâu. Bọn này hổ báo quá, thế được rất đông và hung hãn. Nhiều khi là làm hero mà không kịp ngáp bọn này luôn, cứ một thằng mà nó chát một phát thì chống lên thôi được. Ôi, cứ nghe thấy tiếng zombie là cứ toàn rớt thôi nhá, kiểu như là cứ run sợ với bọn này rồi. Mày này thôi, cứ một viên mà cứ nã là một kill. Có lẽ đây một khẩu súng Barrett là mạnh nhất rồi. Mặc dù là cây nào cũng giống nhau. Đấy, không phải nhảy đi đâu hết. Ôi nhảy đẹp ấy. Mình cứ tưởng bạn đang phê thuốc cơ. Nhảy mấy cái vũ điệu Samba. Ô. Ôi giời, hai thằng nó cầm liềm, nó gặt lúa. Giờ chưa đến mùa ruộng đâu. Giờ sắp Tết rồi, hết mùa lúa. Người phải ra Tết cơ. Anh em làm gì mà đủ nhau đi cào lúa ghê thế? Đấy còn người ngờ. Thôi chuyển chỗ nha. Không nên đứng một chỗ quá nhiều. Tí là bàn thờ thất thủ rồi chết cả đám. Mày này, ô định mệnh. Mày này, ô quả đấy mình rùa. Chết này. Đây còn thằng nhoi đây này. Còn thằng nhoi ở đây này. Ui cái thằng Thông Sơn kia, không bảo kê mình, đau thế. Ê, bọn này nó kè đủ đường kinh lắm. Bữa này tăng độ khó zombie đây này. Toàn tia chớp chơi không nổi. Ôi chết nhanh thế. Ôi hai bạn này thân phận đàn bà phụ nữ liệu yếu đào tơ, chết nhanh thật. Mình vừa thấy là biến thành hai con Devil xong rồi chết luôn, chưa kịp 5 giây, không kịp ngáp. Vẫn là
con gái chưa một lần yêu. À bữa nay các bạn thấy cái mấy cái lượt view của channel bọn mình á giảm trầm trọng luôn. Không biết là bên YouTube tính view kiểu quái ấy, nó giảm tầm khoảng 1/3, 1/4 luôn ấy. Đấy cho nên anh em xem clip bạn theo dõi bọn mình thường xuyên nhá. Và các bạn ấn ở bên chữ đăng ký kênh ấy, các bạn nhớ click vào cái biểu tượng cái chuông ấy. Đấy là nhận thông báo ấy. Ui dồi ôi, đáp bom. Là khi có clip mới của bọn mình update ấy, thì nó sẽ thông báo về email của anh em. Ui dồi ôi, ảo diệu. Mày này. Thân hình mỏng manh. Ôi thôi mày, tao xin mày đấy. Ôi không né đấy, không né làm gì được nhau nào. Mạng sống, cứu sống người ta lại bắt né. Ôi thôi. Một đứa thôi, đúng rồi, một đứa thôi. Đấy, người ta phải bơi chơi solo. Nào, mình chém phát nào. Không nên nhây nhây bọn. Chơi bồ cào, sợ lắm. Ngáo ngáo rồi, bóc lốp ấy. Mình cái kiểu biết bóc lốp mình ơi. Mày nè, ui. Được có 200, sai xị là sao. Đâu hết rồi. Ui. Lại nhột nhầm chỗ rồi. Thì các bạn ấn vào cái thông báo nhá. Đấy, ấy. Ôi lỡ tay. Sorry, mình định chém mà lỡ tay quá, cái này mạnh quá. Monster nó phang khiếp quá, đam nó lên cùng với nhà bà khiếp. Mày quả này mà có quả bom hủy diệt bọn này chết hết. Mày hút này. Nó chết thì không tha đấy. Mày chết này. Chết. Ô định mệnh. Ui giời ơi. Đông quá, làm một pha nhảy hụt. Ôi dồi ôi. Nhảy hụt cái là có chết thôi. 1/11 thì sống làm sao được. Ôi lại lên đây thôi. Một ván nữa thôi. Đấy. Đấy. Ôi đâu đó. Chỗ này gọi là chỗ gọi là hẹn hò của mình với cái thằng này rồi. Mình cũng không biết là cái thằng cái con này. Cái con nào nữa. Bổ xuống không. Được không. Ui dồi dồi đừng. Ôi trời ơi, chết tôi rồi, thôi tha các bạn ấy. Nói chung là chỗ người tình mà. Hẹn hò nhau, không ai để làm thế. Thôi clip mình cũng xin kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.